Chủ nhà chuyển đổi công tác có nhờ bên nhà tốt bán một căn nhà tại tổ 5, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này cách với bến xe Nghĩa 1 km thôi, thưa quý vị. Và căn nhà này thì nằm ở trong khu dân cư đông đúc, được thiết kế và xây dựng năm 2021. Và hiện tại thì bây giờ được 3 năm, nhà vẫn còn tương đối là mới. Hướng nhà là hướng Tây Bắc, diện tích 30m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Ngõ thực tế trước nhà được khoảng tầm 1m6. Và cụm dự án này thì được thiết kế xây dựng sổ sách riêng biệt chuẩn chỉnh từng căn. Căn này thì sổ sách rõ ràng, bàn giao nhà được luôn theo đúng như hiện trạng. Với căn nhà này hướng nhà là hướng Tây Bắc, với phần mặt tiền của ngôi nhà hơn 3m, diện tích 30m mọi người ạ. Phần cửa chính thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn, bên ngoài là cửa inox 304 và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Thiết kế của ngôi nhà như thế nào thì mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể. Với căn nhà này thì nó không phải nằm ở trên mặt ngõ thông, tuy nhiên nó xung quanh đầy đủ tiện ích chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Giá bán cụ thể em sẽ để ở dưới phần bình luận cho mọi người. Đây hiện tại Ngọc Ánh đang đứng là phần tầng 1 của ngôi nhà. Thiết kế không gian là phần để xe này, phòng bếp này, một phòng vệ sinh mọi người ạ. Còn phần phòng khách của ngôi nhà thì nó nằm ở trên phần tầng 2. Hiện tại chỗ này là khu vực để xe máy nhé mọi người. Đó. Tính từ vị trí ngôi nhà này cách với lại chợ tổ 5, tổ 6 Yên Nghĩa, nó chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 300m thôi, rất là thuận tiện đi lại. Cách với lại đường ngõ ô tô khoảng tầm 200m. Nói chung nhà có như thế nào thì em luôn luôn quay và chia sẻ rất là cụ thể cho quý vị. Quý vị khách nào cảm thấy phù hợp về cái nhà mà Ngọc Ánh quay, cũng như phù hợp về cái vị trí và phù hợp với cái công năng, thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp để được tư vấn cũng như đi xem nhà. Tất cả hoàn toàn là miễn phí nha, cho nên mọi người hoàn toàn yên tâm là cứ không phải hỏi rằng là em ơi đi xem nhà có mất phí gì không, thì hiện tại bên nhà tốt không có thu bất kỳ một chi phí gì cả, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Hiện tại em đang đứng ở đây là phần phòng bếp của ngôi nhà, với không gian phòng bếp thì cũng thiết kế hoàn chỉnh cho quý vị. Tủ bếp này, rồi xung quanh bếp thì ốp gạch này, mặt bếp ốp đá granite. Nhà thì ở được 3 năm nhưng quý vị có thể nhìn thực tế ở trên video là còn tương đối là mới. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60, vân đá granite. Đó, với phần đây là phần không gian phòng bếp, kia là phần để xe. Và tiếp theo là một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1. Đầy đủ hệ thống bồn cầu và xịt vòi rửa, máy bơm nước lên trên 4 tầng sử dụng. Với căn nhà này thì thuộc quận Hà Đông cho nên hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt đầy đủ hết cho quý vị rồi. Sổ sách riêng biệt từng căn. Điện thì sử dụng là điện lực EVN Hà Nội và nước thì sử dụng là nước sạch sông Đà, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm là pháp lý rõ ràng, sổ sách chuẩn chỉnh, hồ sơ điện nước riêng. Toàn bộ tay vịn cổ trụ cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4, thiết kế công năng là toàn bộ cho quý vị là gỗ. Rồi mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 2 của ngôi nhà. Và với tầng 2 của ngôi nhà thì như Ngọc Ánh đã chia sẻ là chủ nhà thiết kế phần phòng khách để trên tầng 2, riêng biệt rõ ràng và cũng rất là đầy đủ công năng cho quý vị. Phần tầng 2 đây, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tách biệt hoàn toàn với tầng 1, tầng 1 chỉ để xe và phòng bếp thôi, tương đối là rộng. Với cái công năng sử dụng 30-32m² mà chủ nhà thiết kế như này gọi là tương đối thôi mọi người ạ. Còn nếu mà để tuyệt đối thì thực ra ấy, mỗi người mỗi ý, mỗi một hộ gia đình có một nhu cầu sử dụng riêng. Và cái căn nhà này thì nó thiết kế theo kiểu phổ thông để đáp ứng làm sao cho một hộ gia đình sử dụng hài hòa, hợp lý. Công năng sử dụng cho khoảng tầm 2-3 thế hệ ở là ok. Đây là phần phòng khách. Tiếp theo giật cấp đi lên trên phía tầng 2 là thiết kế một phòng vệ sinh và một phòng ngủ. Với phần phòng ngủ này thì chủ nhà có thiết kế để lại một chiếc điều hòa cho quý vị. Đó, nhà hiện trạng như thế nào thì chia sẻ cho quý vị là nguyên như vậy. Nhà này thì quý vị về nếu như mà quý vị thích thì quý vị có thể sơn lại một chút. Trong phòng ngủ là mới tinh luôn, còn hiện tại thì chủ cũ ở thì nó cũng có hơi bẩn nhem nhem ra tường một chút ấy. Với phần phòng ngủ thì cũng thiết kế hai lớp cửa sổ thông thoáng cho quý vị. Và phần phòng ngủ đây, gạch lát nền kích thước gạch 60-60. Phần phòng ngủ thì không thiết kế hệ thống trần thạch cao nha mọi người, chỉ thiết kế đơn giản như thế này thôi. Cho nên mỗi một ngôi nhà
một căn nhà một vị trí khác nhau, thiết kế công năng nó không có căn nào giống căn nào cả. Cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm là nếu như mà quý vị đã vào trong kênh của Nhà Tốt thì quý vị không thể ra được, bởi vì không có căn nào giống căn nào hết. Mỗi một chủ nhà một phong cách, mỗi một lô đất một cửa đất khác nhau, cho nên thiết kế công năng sử dụng khác nhau. Rồi bên trong cũng vậy, thiết kế khác nhau về phòng khách, phòng bếp, tùy từng căn, tùy từng lô. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho phần tầng 2, đầy đủ hết hệ thống thiết bị vệ sinh như sen tắm đầy đủ cho quý vị, bồn cầu, nước sử dụng là nước sạch. Với cái phần tầng 2 này thì chủ nhà ốp gạch toàn bộ lên trên tới tận trần này, rất là sạch sẽ. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp cho mọi người. Rồi cửa phòng ngủ cũng vậy, cũng thiết kế là một lớp cửa nhôm hệ Việt Pháp mọi người nhá. Nói chung với căn nhà này, ưu điểm lớn nhất của nó là gần với bến xe Yên Nghĩa. Còn đâu thì nó không phải là nằm ở trên mặt ngõ thông, và nó xung quanh thì rất là gần với chợ, trường, phường trạm, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2 và gần với các trường đại học lớn. Ví dụ tính từ vị trí ngôi nhà này, nó gần với trường đại học Đại Nam, trường đại học Phenica, trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật thương mại, trường trung cấp y dược. Nói chung là nếu như mà về tiện ích xung quanh cũng như là về siêu thị rồi mọi thứ thì đều đầy đủ hết. Chỉ có duy nhất là nó không nằm ở trên mặt ngõ thông và ô tô không vào được trong nhà thôi mọi người nhé. Và mọi người theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và ngoài đang đứng ở phần tầng 3 của ngôi nhà, với công năng sử dụng tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị hai phòng ngủ trước và sau. Đây là phần phòng ngủ ở tầng 3 phía mặt bên trong. Với chủ nhà trước kia ở thì tầng 3 này gần như là không sử dụng đến mọi người ạ. Với cái phòng này chủ nhà chỉ có để đồ thôi. Với những hộ gia đình nào mà chỉ có hai vợ chồng và một em bé thì thực ra là trên tầng 3 này là gần như chưa sử dụng đến. Và trên tầng 3 này thì phần ở bên ngoài, phòng ngoài là chủ nhà cũng thiết kế cho quý vị một điều hòa, cửa sổ thông thoáng. Có phần phòng ngủ ở phía bên trong thì nó không có cửa mọi người ạ. Nên là thực ra thì đấy, cho nên em đã nói rồi, quý vị cố gắng xem video từ đầu đến cuối thì quý vị cảm nhận xem rằng ngôi nhà này nó có phù hợp với quý vị hay không, nhà thiết kế như thế này nó đã hợp lý với quý vị hay chưa. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 3. Nói chung là thiết kế tương tự như tầng 2. Nếu như quý vị nào cầu toàn mà muốn sở hữu ngôi nhà này thì quý vị về quý vị có thể thay đổi lavabo hoặc là thay đổi cái bồn cầu đi cho nó mới. Còn đâu thì về kết cấu nhà mọi thứ thì sử dụng rất là ok. Đây là phần tầng 3 của ngôi nhà và Ngọc Ánh sẽ trân trọng kính mời quý vị lên khám phá tầng 4 tầng cuối cùng nhé. Và hiện tại Ngọc Ánh đang đứng ở phần tầng 4 của ngôi nhà với công năng sử dụng 4 tầng mà vẫn thiết kế đầy đủ cho quý vị được 4 phòng ngủ. Đó, rất là hợp lý. Ở đây có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tầng 4 thiết kế công năng sử dụng cho quý vị một phòng thờ, một phòng ngủ và một khu vực để máy giặt đây mọi người nhé. Đây. Nói chung mục đích sử dụng của mỗi một hộ gia đình là khác nhau. Em cố gắng làm sao review chuẩn chỉnh cho quý vị nhất, từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 để quý vị có thể cảm nhận được cũng như là theo dõi là toàn bộ cái thiết kế của ngôi nhà từ tầng 1 lên tầng 4 nó như thế nào. Đó, đây là phần tầng 4 nhé. Và bên kia một phòng nữa thì quý vị có thể thiết kế một phòng thờ, một phòng ngủ tùy công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Đây, phòng bên trong. Trước kia thì phòng này là chủ nhà thiết kế làm phòng thờ. Đây, quý vị có thể nhìn thực tế. Như vậy, Ngọc Ánh đã review kỹ lưỡng căn nhà này cho quý vị. Giá bán em để ở dưới phần bình luận cũng như thông số nhà em sẽ để ở phần bình luận cho quý vị. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin, chi tiết cụ thể cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt theo hai số điện thoại ở phía trên màn hình để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.